Xin chào mừng quý vị cùng quay lại với ô thử thách lần này dành cho diễn viên Lương Mạnh Hải. Và ứng với ô số 2 kỳ này, đó là một thử thách. Bạn thân mến, ô thử thách ở đây thì rất đơn giản, bạn hãy thể hiện được tài lẻ của mình. Tài của bạn là về diễn xuất rồi, bây giờ tài lẻ thì nó cũng sẽ liên quan đến diễn xuất một tí, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ sẽ diễn xuất với một bạn khán giả nha. Xin mời bạn ạ. Đây là phần thử thách dành cho Hải, cho nên là bạn khán giả ấy sẽ được ưu tiên đưa ra đề bài. Cho nên là bây giờ em hoàn toàn có quyền đưa ra một tình huống để anh Hải diễn xuất tặng cho khán giả truyền hình. Tình huống em đưa ra cho anh Hải là bữa đó là anh Hải hẹn em đi chơi, là anh Hải là người yêu của em. Xong cái em đi tới chỗ đó trước, nhưng mà chờ đợi anh Hải khoảng 2 tiếng mà anh Hải chưa tới. Giờ nhiệm vụ của anh Hải là làm sao thuyết phục cho em là không giờ anh Hải nữa. Ok. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với tiểu phẩm nhỏ sau đây, mà em nhớ nha, em đừng có mềm lòng trước con trai đẹp nha. Em đến trễ có 2 tiếng giận cái gì? 2 tiếng mà. Trời. Anh nghĩ coi, 2 tiếng là 60 phút phải không? 2 tiếng 60 phút. Nhưng mà trời mưa nữa, em đứng trời mưa ướt chứ sao? Thì anh cũng mưa ướt như chuột lột nè, em nhưng xem. Mà anh hẹn với em là đúng giờ phải đi chứ. Lại còn tắc đường nữa chứ. Tắc đường thì anh hẹn với người ta là anh phải đi tới chứ, anh làm cách nào cho không khỏi bị tắc đường chứ, đúng không? Thế bữa trước em hẹn anh á, em hẹn anh em đến trễ 3 tiếng thì sao? Anh đâu có trách gì em đâu, đúng không? Nhưng mà em là anh gái khác, anh là anh trai khác. Anh trai là phải hẹn đúng giờ chứ bộ. Nhưng mà như vậy là em không có yêu anh rồi, đúng không? Sao? Anh đến trễ có 2 tiếng mà chẳng nhẽ bây giờ á, vì 2 tiếng em mặt nặng mày nhẹ với anh. Mà trong cái đó thì đấy, hôm nay là sinh nhật em, anh chuẩn bị cái bữa tiệc rất là to ở nhà hàng rồi. Bây giờ em không bước vào làm sao bây giờ? Mà anh biết em thích hoa nữa, trong kia đầy hoa hồng luôn. Bây giờ em đứng ngoài này, bây giờ em đứng ngoài này có phải là người ta nhìn mình thấy kỳ không? Mà em cũng không vui, anh cũng không vui. Nhưng mà cái này là lỗi do anh mà. Thì anh biết là lỗi do anh. Đúng hẹn đúng không? Chứ sao mà tới trễ được, đúng không? Thế đấy, cái bữa trước em đến muộn 3 tiếng, anh đâu có làm gì đâu, đúng không? Thế đấy, hôm trước nữa em đằng sau em ôm thằng bạn cùng lớp của em, anh đâu có trách em đâu, đúng không? Bởi vì anh yêu em, nhưng anh mà yêu em, anh đâu có trách em đâu. Nhưng mà trước cổng trường anh cũng tặng hoa cho một bạn gái thì sao? Thì Hải ơi, con gái hôm sinh nhật con mà con đi đâu vậy? Thôi ba chuẩn bị nhà hàng rồi, đừng có nói chuyện với thằng này nữa. Trời ơi, tôi mà không ra là tới chừng nào ha, hai người làm quá ha. Bạn này là cố tình kéo dài thời điểm mà thấy ta quặp cổ không? Còn bạn này nữa nhân dịp quá ha. Nhưng mà dù sao thì cũng nhân đó mà chúng ta thấy được là Lương Mạnh Hải có một khả năng thuyết phục rất là đáng nể, nghĩ ra ngay một cái bữa tiệc và thậm chí là biết là phụ nữ thích gì, là thích bập cổ, đúng không ạ? Còn bạn thì bạn đã nhờ có bạn mà Lương Mạnh Hải đã thể hiện được tài năng cùng với chúng tôi sẽ tặng quà riêng cho bạn ngay bây giờ. Xin mời một món quà dành cho khán giả. Ngày hôm nay thì chắc chắn là anh Hải sẽ rất là vui vì lần đầu tiên được đóng một cái vai rất là thú vị với một bạn khán giả giống như bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Quý vị thân mến, một bạn khán giả đã cùng tham gia với chúng tôi và nhận quà tặng của chương trình. Bây giờ sẽ nhiều quà tặng hơn dành cho khán giả, bởi vì đây là phần trò chơi dành cho khán giả. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với phần trò chơi ngày hôm nay. Một trò chơi có liên quan đến âm nhạc và điện ảnh. Trong ngày hôm nay thì cả Tùng và Lương Mạnh Hải sẽ thử xem là khán giả tại trường quay, các bạn có xem phim Việt Nam nhiều hay không? Và khi xem phim thì các bạn có để ý đến những bài hát trong phim hay không? Sẽ có những đoạn video clip chiếu lên của những bộ phim, nhưng mà chúng tôi sẽ lồng vào đó những bài hát của những bộ phim khác. Và hy vọng là các bạn sẽ tìm ra đó là phim gì và bài hát gì để liên kết lại với nhau. Và bây giờ thì Tùng đang cần hai đội chơi, mỗi đội 2 người. Xin mời các bạn. Bạn nữ mặc áo kẻ caro này và bạn nam đầu đây. Xin mời bạn áo vàng và xin mời bạn áo trắng. Luật chơi như thế này, chúng ta sẽ có khoảng độ một vài bộ phim và một vài bài hát. Khi các bạn nhìn thấy bộ phim nào, các bạn ghi tên bộ phim đó vào thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, vân vân. Khi các bạn nghe được bài hát thì các bạn ghi vào A, B, C, D, E, giống như thứ tự ở trò chơi mà các bạn có. Sau đó các bạn sẽ có thêm thời gian để liên kết lại bộ phim nào có bài hát nào. Các bạn nắm được luật chơi chưa? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đoạn clip của chương trình để xem thử râu ông nọ cắm cằm bà kia như thế nào. Xin mời quý vị. Đến chỉ là cùng cần có nhau. Sao em không giữ nỗi yêu thương? Làm về đâu giữa cơn giông chiều về, là cứ trôi buồn miên man. Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn. Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu.
hôm như là hoa hồng ban mai đến giờ đi phút giây này. Nụ hôn như vì sao hồng chiếu sáng khi hoàn hôn đến vui ngày. Là vấn đề thời gian là một vấn đề rất là khó khăn dành cho cả hai đội chơi. Khi mà các bạn vừa nghe được ca khúc, vừa đoán được bộ phim thì các bạn cũng đã vừa hết giờ rồi, không kịp nối lại đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta thử xem là đội A đã có những đáp án như thế nào. Và như vậy là chúng ta sẽ tạm thời có 1, 2, 3 7 đúng 7. Chúng tôi sẽ chấm cho bạn 7 điểm nha. Đối với đội B thì là Lương Mạnh Hải thấy sao ạ? Chúng ta thấy là đúng hết các bộ phim, như vậy là chưa gì đã thắng bên này rồi đúng không ạ? Những bài hát thì cũng có lọt chọt một vài lỗi giống như bên này, nhưng mà cũng đúng luôn. Như vậy là bên này chúng ta tạm thời là cho 8 điểm. Và sau đánh giá của Leo Thanh Tùng và Lương Mạnh Hải thì đội B đang là đội thắng cuộc trong trò chơi này. Xin chúc mừng các bạn. Tuy nhiên những bạn ở trong đội A vẫn nhận được quà tặng của chương trình, đó là những món quà đến từ thế giới quà tặng. Ta vỗ tay cho đội A được không ạ? Xin mời hai bạn đội B chúng ta bước vào đây. Rất là nhiều quà hấp dẫn và có giá trị, các bạn hãy chọn đi ạ. Thử xem là bạn nữ chọn được món quà gì nha. Và đây là chiếc áo của nhãn hiệu FCUK. Wow. Và món quà của bạn ấy là cặp vé xem phim của Megastar. Xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và quý vị thân mến, quý vị đừng bỏ qua cơ hội trở thành khán giả tại trường quay của Leo & You để đến với những hộp quà tặng rất là hấp dẫn của chương trình. Và bây giờ thì chúng tôi xin được phép tặng một tràng pháo tay nữa dành tặng cho cả hai đội chơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với một phần rất là dễ thương, rất là đặc biệt và quen thuộc của chương trình. Đó là phần gì các bạn có nhớ không ạ? Stop the clock. Ở phần này thì chúng ta sẽ có 6 giây cho mỗi câu hỏi. Và nếu như khách mời của chúng ta vượt qua 5 câu hỏi liên tục thì Leo sẽ là người bị phạt. Ngược lại, nếu như khách mời của chúng ta không trả lời được câu hỏi trong vòng 6 giây thì anh ta sẽ bị phạt. Trong tuần lễ này thì Leo hơi nghi ngờ là người bị phạt là Leo, bởi vì là Hải có vẻ rất là lanh trí, phải không ạ? Tuần này cũng sẽ có thêm một điều đặc biệt nữa, đó là hình phạt đã được định trước. Một trong hai chúng ta sẽ bị hình phạt này. Có hình phạt trước luôn. Và xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với đoạn video clip sau đây. Xin chào tất cả các bạn, Long đang có mặt ở đây cùng với một người bạn rất là thân với anh Leo và Lương Mạnh Hải. Và đó là chị Nico. Và còn bây giờ thì hãy xem là chị Nico mang đến hình phạt gì cho chương trình Leo & You nhé. Hôm nay chị sẽ có một cái bài rất là đặc biệt cho Leo và Hải. Hôm nay làm một cái bài là cho bụng nè, cho mông nè, cho đùi và cho cánh tay luôn. Và chest nữa là cái ngực. Đó, thì nam thì bao giờ mình cũng phải rất là coastal đúng không? Thì cái bài này nó đặc biệt là có cái trái banh. Thì cái người thua đó sẽ nằm dài để hai cái chân lên trái banh, rồi chống bằng hai cái tay. Đó. Rồi cái người mà thắng á, thì sẽ đứng đằng sau di chuyển cái trái banh. Rồi, như vậy là cái bài đã xong rồi đó ha. Bây giờ Hải VV Lê V Leo Thanh Tùng sẽ karaoke với nhau nha.
Chúng ta sẽ cùng đến với phần Stop the Clock và hình phạt đã định sẵn. Câu hỏi số 1 như sau. Bộ phim tốt nghiệp gây tiếng vang của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tên gì? Chuột. Chính xác. Câu số 2. Trong phim nào Tăng Thanh Hà đóng vai Tăng Thanh Hà? Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Chính xác. Câu hỏi số 3. Trong phim nào Lương Mạnh Hải có thể giả giọng con gái? Mẹ của Phan Mát. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Leo đã từng tham gia một vai diễn nhỏ trong phim nào của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng? Những cô gái xinh đài. Trời ơi, tao câu này nó cũng biết nữa. 4 rồi đó nha. Câu số 5. Trời ơi. Hồ Vĩnh Khoa từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hot VT năm nào? 2006, bởi vì đã từng học tấm Hồ Vĩnh Khoa. Mọi người vỗ tay cho Tùng tập thể dục nè. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hình phạt dành cho Leo nha. Thôi kệ, coi như... Bắt đầu. Giống như cô Tấm vậy là cũng phải vượt qua. Thì đúng vậy. Rồi bây giờ cô Tấm trườn bóng lên nhanh lên. Đẩy lên đằng trước nha. Sao? Lên đằng trước, lên đằng trước. Xuống. Sang phải. Sang trái. Lên đằng trước. Lên nữa. Rồi, xuống luôn đi. Ok. Ok chưa? Rồi. Ok. Xuất sắc không các bạn? Trên thực tế ra là ngày hôm nay chúng tôi có chuẩn bị rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà Leo cố tình đưa ra những câu hỏi tạm gọi là chỉ lắc léo vào đoạn cuối. Nếu như Lương Mạnh Hải không để ý đến những người xung quanh thì sẽ bị gài. Nhưng mà không ngờ là Lương Mạnh Hải biết cả về vai diễn đầu tiên của Leo trong điện ảnh, biết cả về Hồ Vĩnh Khoa. Như vậy là sự quan tâm của bạn đến với những người xung quanh là rất là nhiều. Và mặc dù rất là mệt nhưng mà rất là hạnh phúc vì điều đó. Chúng ta vỗ tay để cảm ơn Lương Mạnh Hải ạ. Ở đoạn tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện đến với bộ phim mới nhất của Lương Mạnh Hải. Chắc là các bạn cũng đang để ý tới bộ phim này rất là nhiều. Và điều đầu tiên mà chúng ta muốn hỏi Hải ngay đó là chắc chắn là Hải cũng đã biết lý do tại sao đạo diễn và nhà sản xuất đã đặt một cái bộ phim với một cái tên rất dài như thế. Đúng không ạ? Tại sao vậy ạ? Tôi không nhớ trên một cái diễn đàn điện ảnh nào đó thì kêu rằng là đây là tên phim dở nhất của điện ảnh Việt Nam. Thế nhưng mà rõ ràng tôi nghĩ rằng là các bạn nói thế thì các bạn cũng sẽ cứ phải nói đi nói lại. Tức là những cái gì nó gây chú ý á, hoặc là nó là thật xuất sắc, hoặc là nó thật dở. Thì tôi nghĩ rằng nếu các bạn nói là nó dở mà, thì các bạn sẽ thể nào cũng cứ truyền tay nhau là đấy, tại sao cái tên phim này nó lại dài như thế. Thì thực ra đấy là một cái thành công của chúng tôi rồi. Và điều tôi muốn hỏi Hải đó là cái áp lực mà bạn phải chịu khi nhận vai này là như thế nào. Bởi vì nếu mà gọi rằng là một diễn viên mà lại sợ một vai khó thì chắc chắn đó không phải là một diễn viên yêu nghề rồi. Điều tôi muốn biết ở bạn đó là bạn bị áp lực như thế nào khi nhận một vai rất đặc biệt, không chỉ trong điện ảnh mà là một vấn đề đặc biệt trong xã hội nữa. Mà cái áp lực thứ nhất đó là áp lực về khán giả, tức là mọi người luôn luôn yêu thích mình ở một cái dạng vai công tử hiền lành, sạch sẽ. Thì cái vai này là một anh điếm trai với những cái nội tâm, tâm lý rất phức tạp, và rõ ràng là nó khác hẳn so với những cái vai sạch sẽ trước kia. Thì đó là mình nghĩ rằng là khán giả họ có chấp nhận mình hay không. Đó là cái áp lực thứ nhất. Cái áp lực thứ hai, đây là một cái vai phức tạp, bởi vì thường là diễn viên họ luôn luôn thích một cái vai mà thật là khó. Cái vai càng khó thì họ lại càng thích. Tự nhiên giống như là cái hứng sáng tạo trong người nó trỗi dậy vậy đó. Chỉ riêng với bao nhiêu đó thôi thì tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái vai diễn rất là đặc biệt của Hải, là bởi vì là Hải lột xác ra một nhân vật khác, rất là khác luôn so với những gì mà mọi người đã từng nghĩ về Hải. Và sẵn tiện đây thì Hải có thể bật mí luôn những điều khác biệt của những diễn viên khác không ạ? Ví dụ như nếu như có sự xuất hiện của Hiếu Hiền thì Hiếu Hiền có đóng giống như những vai trước đây không ạ? Hiếu Hiền đóng vai anh cười, tức là một anh câm, không có nói một câu nào. Cái mà có thoại duy nhất đó là cáp cạp là nói với cô gái điếm là Phương Thanh đóng. Còn đâu thì là cái vai này của Hiếu Hiền là một cái màu hoàn toàn khác với Hiếu Hiền. Và tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ phải rất là sẽ xúc động với anh cười này và con vịt, bởi vì bạn diễn thân nhất của Hiếu Hiền là con vịt. Vậy là chúng tôi đã biết được một số nhân vật chính được đặt tên ở trong bộ phim đúng không ạ? Ví dụ như là thằng cười, con vịt, và anh vừa nói đến cô gái điếm, đó chính là Phương phần diễn vai của Phương Thanh. Và khán giả thì rất là đặc biệt quan tâm đến vai diễn này của Phương Thanh, đúng không ạ? Phương Thanh có một cái vai diễn rất là mới mẻ so với bản thân những cái vai trước của Phương Thanh. Thì
tôi nghĩ rằng là bây giờ nếu mà nói nhiều quá về cái vai của Phương Thanh nó cũng sẽ không hay bằng chính chị Phương Thanh sẽ bộc lộ vai này. Và với bao nhiêu đó thôi, chúng ta cũng đã thấy rằng là bộ phim sắp tới có Lương Bình Hải đóng sẽ là một bộ phim rất là hấp dẫn, và chúng ta sẽ chờ đợi thử xem là ngày ra mắt bộ phim này chúng ta sẽ biết những câu chuyện mà Lương Bình Hải vừa nói xong. Còn bây giờ vẫn còn một nhân vật nữa, Tùng vừa nhắc đến rất nhiều những nhân vật là những diễn viên trong phim. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh ấy ngay bây giờ đây bằng một hình thức rất đặc biệt trong chương trình. Quý vị đừng đi đâu cả nha. Con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi nghĩ rằng 8,5.